Chào buổi sáng mọi người khỏe không? Đợi một chút ở đây. Orbiter ngu ngốc là một. Những người sử dụng Orbiter để phát trực tiếp ảnh chụp cửa sổ mà tôi cố gắng sử dụng và không bao giờ điền vào biểu đồ. Vì vậy tôi không chắc tại sao nó không làm, nhưng chống lại tôi. Tôi sẽ vượt qua các cấp độ này chỉ cần cho tôi một giây để đảm bảo đi qua. Kiểm tra âm thanh. Kiểm tra âm thanh, kiểm tra âm thanh. Ổn thỏa. Được rồi, chào buổi sáng. Thì hy vọng tất cả các bạn đang làm tốt. Vì vậy, ngày hôm qua, chúng tôi đã có một phiên ngắn. Và tôi đã có một cuộc họp và một người vợ đã nhắn tin cho tôi. Đừng quên làm điều này và đừng quên làm điều đó. Nó đã được loại mất tập trung ngày hôm qua. Nhưng tôi sẽ có một bài đánh giá. Với con trai tôi rất có thể vào tối nay. Điều đó sẽ xuất hiện trên kênh YouTube của anh ấy tối nay. Đúng để chúng tôi có Nasdaq, chúng tôi đã có một cuộc chạy rất tốt cho tuần này. Bạn khó có thể nhìn thấy nó ở đây, nhưng đó là hai cấp độ, đó là góc phần tư trên của phạm vi mở cửa ngày hôm qua. KHONG chống. Tôi xin lỗi, phạm vi mở. Đó là góc phần tư trên và sau đó đây là khoảng cách phạm vi mở cao ngày hôm qua, bởi vì tôi đã làm quá nhiều việc cùng một lúc trong luồng trực tiếp và cố gắng giao tiếp với vợ tôi và nhắn tin ở trên tôi. Ha, cô ấy đang chạy ra khỏi nhà. Vì vậy tôi đã có rất nhiều thứ xảy ra để làm tôi phân tâm. Vì vậy trước chắc chắn chúng tôi biết sẽ mãi mãi tôi có một cái gì đó đang trong xảy ra. Thời gian mà tôi thường phát trực tiếp, tôi sẽ không phát trực tiếp, chỉ là không đủ ban nhạc để tôi làm việc với anh ấy. Khi đó là một khoảng thời gian ngắn. Rất mất tập trung, nhưng dù sao, ở cấp độ này thực sự là hai cấp độ ở đây. Đó là góc phần tư trên của ngày hôm qua, hoặc phạm vi mở cửa của thứ năm được. Và tôi sẽ cho bạn thấy đó là gì trong giây lát. Nhưng nó cũng chiếm 20% phạm vi hàng tuần. Vậy đó là TGI. Vì vậy, chúng tôi có giao dịch thị trường và tiếp cận với ngay đây. Tất cả các con đường xuống. Cấp độ này ở đây là cả cấp trên. Góc phần tư của phạm vi mở cửa ngày hôm qua. Điều đó có nghĩa là đó là phạm vi 9, 30 đến 10 giờ. Điều gì bạn đo lường điều đó? Bạn nhận được điểm giữa trên góc phần tư dưới. Và sau đó bạn có mức thoái lui 20% của tổng phạm vi hàng tuần ổn. Và bạn có thể mất một giây tải lên biểu đồ hàng tuần cho nghị quyết cho hợp đồng tháng 9. Thực hiện trận hòa thứ 5 của bạn trên mức cao nhất, ở mức thấp nhất. Và thị trường với các mức Fibonacci ở đây. Nó sẽ trông như thế này. Được 0,75 không? 25. Đó là cho các góc phần tư. Và nếu bạn muốn làm điều đó trên TGIF, tôi luôn chỉ chuyển đổi mặc định. Năm ở đây tắt và ở đó theo cách đó. Nó sẽ hiển thị 20 và 30% tương ứng. Vì vậy nó sẽ trông như thế này. Đó là diện mạo yêu thích của bạn. Không phải là tôi đang neo đậu. Đó là bất cứ điều gì ngay bây giờ. Nhưng bạn vẽ nó từ thấp lên cao. Đây là một tuần gần kề. Vì vậy bạn vẽ từ thấp đến cao. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn lần lượt 20 và 30%. Tôi sẽ làm điều đó tối nay như một phần của bài tập mà chúng tôi đã giết có thể. Học cách làm điều đó. Và bạn có lợi khi nhìn thấy những gì trông như thế nào. Nó trông như thế nào. Nhưng có hai cấp độ ở đó. Đó là góc phần tư khác, và đó là 20% TGIF hoặc 20% tổng phạm vi hàng tuần. Cho đến nay, nghĩa là họ không thể đạt mức cao hơn trong tuần. Tôi chỉ nói điều đó, thường như tôi đã đề cập vào thứ hai. Điều này cũng sẽ có trong bài đánh giá. Giao dịch hôm thứ hai, tôi đã đề cập đến cách chúng ta có thể sử dụng nếu TGIF không hình thành vào thứ sáu thức dậy.
Sau đó, khi bạn chuyển sang tuần tiếp theo, vào giao dịch thứ hai, bạn có thể mong đợi đến 30%, bạn sẽ thấy rằng nó đã làm điều đó vào thứ hai. Tốt. Chỉ là các y tá của bạn biết đó là những gì sẽ là một phần của bài đánh giá. Cũng có một số thứ kỹ thuật về con trai tôi. Anh ấy hỏi chương trình, tôi đang yêu cầu anh ấy đặc biệt làm gì. Vì vậy, bằng cách đó anh ấy, ít nhiều có thể bắt chước nó mỗi ngày và vào cuối tuần. Vì vậy, bạn cũng có lợi khi xem như một phần bổ sung đến và có tờ GIF 30% của phạm vi. Vì vậy, nếu tôi lấy nó như thế này, tôi đã làm điều này. Bạn có thể thấy đó là tờ GA 20%, chỉ là tôi nó vẽ không một phải đường nó thẳng phải là một chỉ báo. Tôi chắc rằng ai đó vượt qua nó sẽ bước ra ngoài. Họ trông giống như đối với bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt ba chữ cái của tôi vậy, vào tên của nó. Các sự hợp lưu của điều đó. Và sau đó giao dịch xuống nó vào gần 9 giờ phút. Nó nằm bên trong macro. Vì vậy, tôi đang xem cách chúng tôi cư xử ở đây cho đến nay. Nó hơi vô tổ chức lúc 10 giờ phút. Chúng tôi có trình điều khiển tin tức tác động ngay lập tức. Vì vậy, nó đã được giao rất nhiều ngược. Đó là lý do để đối xử với họ như thế này. Tôi sẽ tối đa hóa điều này, chỉ theo dõi này ở đây. Bạn có thể đang tự hỏi mình, đây là thứ mà bạn xem xét hàng ngày. Vâng. Mỗi khi có một phạm vi mở, khoảng cách phạm vi mở có hai điều khác nhau. Nếu những cấp độ đó chưa được sử dụng hoàn toàn, điều đó có nghĩa là thiết nhất đã được khám phá, đã giao dịch để trả lại cho. Tôi mang chúng sang ngày hôm trước. Từ ngày hôm trước, tôi làm điều đó trong 3 ngày được. Vì vậy, đó cũng là ghi chú của bạn. Vì vậy, mọi khoảng cách phạm vi mở, nếu có một, tôi mang nó 3 ngày trong tương lai. Và tôi sử dụng nó như một cái nhìn, như một phương tiện của các cấp độ chính. Rất có ảnh hưởng về giao giá. Cách phản ứng của các thiết lập tuyệt vời hình thành xung quanh chúng. Phần của khoảng cách phạm vi mở của ngày hôm qua. Dưới tất cả những điều này, đây là khoảng cách phạm vi mở rộng cao. Và đến nơi chúng ta giải quyết ngày hôm trước không phải ngày hôm qua. Vậy đó sẽ là thứ tư. Và sau đó khi chúng tôi mở giao dịch vào thứ năm, đó là hai cấp độ ở đây. Để tự nó cũng có một phạm vi mà bạn có thể làm. Vì vậy, bạn sẽ làm điều này đến cấp độ đó. Và một lần nữa, đó không phải là lý thuyết quý được. Sẽ không thấy ai nói về việc mở phạm vi và góc phần tư trong. Ngay khi tôi bắt đầu nói những điều như, bạn biết đây, phần tư cấp 1, góc phần tư, bạn chia thành 4. Ngay lập tức ô hia đó là lý thuyết ở 1 và đi và khám phá. Bạn sẽ thấy rằng đó không phải là những gì đây là. Nhưng bởi vì chúng tôi thậm chí không ở gần điều này ngay bây giờ, tôi không quan tâm đến nó. Nhưng chúng ta có nên giao dịch ở đó không? Sau đó tôi sẽ vẽ các góc phần tư trên đó và họ sẽ thích hợp vào thời điểm đó. Ngay bây giờ họ không. Vì vậy, nơi chúng tôi đã mở ngày hôm qua và nơi chúng tôi giao dịch trong trường hợp này, phạm vi mở đầu là 30 phút đầu tiên. Đó là 9 giờ phút sáng theo giờ miền Đông đến 10 giờ phút sáng theo giờ miền Đông. Trong sự vội vàng của tôi ngày hôm qua, trong sự phân tâm của tôi độ này ở đây, và bạn xem tôi làm điều đó trong bản tôi đã không bao gồm khoảng cách từ được. Khoảng cách là sự khác biệt giữa những ngày giá thanh toán và nơi thường xuyên giao dịch hoặc giờ phiên thông thường bắt đầu giao dịch. Đó là khoảng cách phạm vi mở. Giá đi bao xa sau khi nó mở cửa lúc 9 giờ 30 phút. Vì vậy, nếu nó là chuyển động lên hoặc xuống, bất kể nó là gì và điều tương tự bạn làm góc phần tư trên đó, đó không phải là lý thuyết quý được. Vì vậy, nó không phải là vật nuôi. Nó không phải là trụ.
nó không phải là bất cứ điều gì như thế, nó không phải là những thứ đó. Cho đến nay, như tôi đã nói, chúng tôi hơi thiếu tổ chức ở đây. Và tôi nghĩ rằng sự khởi đầu hợp lý có lẽ có thể là 15 phút nữa. 10 giờ phút, và sau đó vào macro đó 9 giờ 50 phút 10. 10. Vì vậy tôi chỉ đang thư giãn, cố gắng không có quá nhiều ý kiến ngay lập tức. Như tôi muốn xem những gì chúng tôi đang làm trước đó, trình điều khiển tác động niềm tin của người tiêu dùng hoặc bất cứ điều gì tình cảm. Không thú vị khi xem nó phản ứng như thế nào với những ngày đó, trước phạm vi mở cửa cao. Tiễn một vị vua ở đây. Vua ở đây. Ở góc phần tư phía trên, nó là vua, đó cũng là mức tờ GEF 20%. Được chứ? Đây là tất cả các cấp độ được viết trên notepad của tôi. Được chứ? Vì vậy, khi tôi có một notepad trong các trang vỗ, đó là những gì tôi đã viết ra. Nếu tôi không có sổ ghi chép bên mình, tôi sẽ thêm ảnh chụp màn hình notepad của mình để có thể kéo nó lên trên điện thoại của tôi. Vì vậy, một trong những cái khác tôi đang nhìn vào đó, hoặc tôi đang xem bình luận xuống bút thực tế, và chúng chỉ đơn giản là các cấp độ, và tôi đang viết tắt mọi thứ bạn thấy ở đây. Tôi không viết ra tất cả những điều đó. Tôi chỉ viết ra như số 8, 15. Tôi biết tôi đang giao dịch vào năm nào, và sau đó, bây giờ. Điều đó có nghĩa là phạm vi mở cơ, các khoảng thời gian giữa là điểm cao nhất và mức thấp nhất trong 30 phút đầu giao dịch. Ngày hôm qua đừng bối rối. Nó không liên quan gì đến giao dịch thương mại ngày nay vì giá chưa đặt ở các mức này. Không phải tất cả chúng đều có trên cái này cho cái này khám phá hoặc được chuyển đến sự khuyến khích do đó hoặc góc phần tư thấp hơn hoặc giá mở cửa ngày hôm qua ổn. Vì thế, tôi đang tìm xem liệu chúng ta có thể cố gắng đi xuống điều đó ở mức tối thiểu. Quả là khuyến khích mà ở đây ổn. Vì vậy, tất cả những thứ này và các cấp độ thực tế mà bạn thấy được đánh dấu với các chú thích của biểu đồ của tôi và ngày mới mở ra khoảng cách từ sự hình thành của ngày hôm qua 6 giờ chiều, M trong sự khác biệt của 5P, giá bán đóng cửa của M, mà anh ấy biết khoảng cách ngày mới mở ra. Những cấp độ đó có trong notepad của tôi, nhưng dạy con trai tôi và bạn có lợi. Học cái này, đây là những thứ mà tôi có trên biểu đồ của mình hay không điều lệ của danh sách giá của tôi về các cấp chính. Nó ở trên pad để tôi có thể làm việc với biểu đồ chính. Vì vậy, khi tôi có một biểu đồ khỏa thân, tôi biết những cấp độ tôi đang tìm kiếm, nhưng ban đầu bạn sẽ không hoàn toàn đánh giá cao hoặc anh ấy cũng vậy, trừ khi anh ấy bắt đầu đưa chúng lên. Bây giờ, bạn có thể không bao giờ muốn đi đến giữ một biểu đồ hoàn toàn khỏa thân, không có gì chú thích trên đó. Tôi thích nó hơn vì nó cho phép tôi linh hoạt theo cách mà mắt tôi sẽ không. Hãy thành thật, ý tôi là một con người như bao người khác, và nếu tôi thấy thứ gì đó trên biểu đồ và giá của nó đang chuyển sang nó, trật tự tự nhiên của sự vật là nó sẽ đi đến cấp độ đó và giao dịch thông qua nó, hay nó sẽ phản ứng và đưa ra phản hồi và bạn thoát khỏi nó. Và nếu tôi không có dòng đó trên biểu đồ, nó giúp tôi tập trung vào giá thực sự đang làm gì. Và sau đó tôi liên tục đề cập đến như khi bạn đang lái xe, hy vọng bạn kiểm tra gương bên và gương chiếu hậu của bạn định kỳ mỗi, thỉnh thoảng với tư cách là một tài xế thương mại. Họ bảo bạn tiếp tục kiểm tra gương và bạn không có gương chiếu hậu, nhưng bạn kiểm tra gương bên của bạn mọi lúc. Bạn phải giữ một cái nhìn về những gì bạn đang lái xe, bên ngoài xe của bạn, với tư cách là người lái xe theo giao dịch và theo dõi hành động giá. Nếu bạn chỉ nhìn vào một thứ thì được. Hoặc nếu bạn bị phân tâm, thích, tôi không thích khi vợ tôi nói chuyện khi chúng tôi đang lái xe, cô ấy sẽ nói chuyện bằng tay, mắt tôi hướng về tay cô ấy. Nó rất mất tập trung, hoặc cô ấy có đèn flash nhỏ này ở mặt sau điện thoại. Khi có tin nhắn hoặc cuộc điện thoại, nó nhấp nháy và tôi mỗi khi tôi nhìn thấy nó, tôi muốn ném nó ra ngoài cửa sổ. Vì vậy, tôi phải có rất ít thứ trên biểu đồ của mình. Vì vậy, tôi rất khó để cố gắng giao tiếp. Rõ ràng,
Khi có rất nhiều loại chú thích này trên biểu đồ của tôi khi tôi đang giảng dạy hoặc đưa ra các ví dụ, nhưng tôi nhận được rất nhiều lần tham chiếu đến hay. Bạn có thể cho chúng tôi xem những gì trên những cấp độ bạn có ở đó là gì, bạn đang viết gì vậy? Nó chỉ là loại thông tin được thôi. Và nó là vài điều khác mà tôi sẽ không bao giờ nói về, nhưng họ sẽ không làm cho nó hoặc phá vỡ nó, hoặc điều thành đó chỉ là những thứ cá nhân đối với tôi mà tôi muốn có. Như một lời nhắc nhở cho bản thân tôi, cho ngày giao dịch cá nhân này, cá nhân đó. Điều đó thậm chí không quan trọng đối với bạn. Họ không phải là công thức bí mật, các thành phần khiến bạn tạo ra nó, hoặc phá vỡ nó, ổn làm cho họ biết đến bạn. Đó là tôi thành thật. Tôi có thể nói với bạn rằng, đây là tất cả những gì và tôi sẽ nói dối sau đó. Nhưng có những thứ khác ở đây mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến những gì sẽ làm cho giá tăng hoặc giảm. Vì vậy đó là lý do tôi không muốn cho bạn xem, bởi vì có một vài điều trên đó mà tôi muốn giữ riêng tư cho tôi. Vì vậy chúng tôi đã quay trở lại khoảng trống nhỏ bé này. Ở đây tất cả những điều này đều hiệu quả vì nó qua lại, chồng chéo từng phạm vi trước đó. Sau đó chúng ta có khoảng cách nhỏ nhỏ này, ngay tại đó thấy rằng tôi sẽ chú thích nó chỉ bằng các dòi vì tôi không muốn được nhai xung quanh với A. Hình chữ nhật, họ thường đấu với tôi khi tôi phát trực tiếp. Vì vậy tôi sẽ vẽ nó ra như thế này. Nó ít đau hơn. Vì vậy, như bạn nhớ lại vào thứ ba, khi thị trường giao dịch một chiều, và nó không đưa ra nhiều phản hồi. Nó chỉ tiếp tục bơm và bơm và bơm. Và tôi kể trong luồng trực tiếp đó, tôi nói rằng, bạn khi nó như thế này, tôi có thể giao dịch nó được không? Nhưng nó sẽ đòi hỏi nhiều thứ hơn nữa. Sẽ là làm phiền tôi với những câu hỏi mới và mọi người làm tôi lo lắng, và nó sẽ gây ra sự cho con trai tôi vì chúng quá tiên tiến. Nhưng có những điều tôi có thể làm. Rõ ràng như bạn đã xem ngày hôm qua, có những biến động nhỏ, cả lên và xuống đều có thể giao dịch được. Không ai trong số họ hoặc bất kỳ ai trong số là những thứ hôm qua mà tôi đang cố gắng dạy anh ấy tập trung vào và để ngăn anh ấy gặp nhiều khó khăn. Cố gắng làm những điều bạn biết anh ấy chưa có bộ kỹ năng để làm, và hầu hết các bạn là người xem cũng không biết. Khi tôi đang quảng bá một số sự tham gia trong ngày, và nếu nó bắt đầu chạy ở một bên, sau đó tôi sẽ không cố gắng thúc đẩy điều đó cho anh ấy, bởi vì nó nằm ngoài ranh giới của một bộ kỹ năng. Tôi đã mất một thời gian ngắn ngày hôm qua. Tôi sẽ bao gồm điều đó trong bài đánh giá mà chúng ta tôi đã làm nó. Tôi đã giao dịch như một và A2 xử lý khỏi mức cao và rút ngắn nó, và tôi lấy một phần và sau đó quay lại và ngăn tôi lại. Vì vậy, khi 15 hợp đồng, tôi đã có thể bóc 5 và sau đó theo dõi để dừng lại, và sau đó nó quay trở lại và nhưng nó đã tham gia với những thứ tôi đã để lại cho bạn ngày hôm qua, tìm kiếm một số loại thoái lui buổi chiều, macro bữa trưa, để bạn cũng sẽ có nó trong bài đánh giá. Bạn đang nhìn cái này ở đây, có lẽ tự hỏi đó là gì, và nó chỉ đơn giản là một hội chợ đảo ngược đúng không? Trong đó, tôi đang xem khoảng trống này ở đây. Tôi muốn thấy rằng vẫn mở, thậm chí không đổi lại thành. Nếu nó làm điều đó, và chúng tôi bắt đầu phá vỡ dưới mức thấp này ở đây, thanh khoản nằm dưới đây, và có thể là một cuộc khám phá xuống. Hậu quả là huấn luyện hoặc điểm giữa của phạm vi mở cửa ngày hôm qua. Nhận thấy đó không phải là khoảng cách. Những gì chúng tôi đang đo lường ở đây là hãy để tôi chú thích như thế này. Vì vậy, bạn có thể cho mục đích này, bạn có thể chụp ảnh màn hình của cái này, của bạn. Nó sẽ dễ dàng hơn cho bạn để xem nó. Phạm vi mà tôi đang chú thích cấp cao, gốc phần tư thấp hơn, điểm giữa thấp hơn, và sau đó là giá mở cửa ngày hôm qua, lúc 9 giờ 30 phút. Đây là độ cao cao nhất, được hình thành lúc 10 giờ phút ngày hôm qua. Vì vậy, phạm vi này là phạm vi mở, không có phạm vi mở 15 phút. Tôi biết nó đang bị một YouTuber khác vây quanh. Nhưng tôi có thể cho bạn thấy, không có phạm vi mở 15 phút đầu tiên, nên đây là phạm vi mở, hoặc là 30 phút giao dịch đầu tiên.
trading. 9:30 PM giờ miền Đông đến 10 giờ phút sáng. 2:10 AM Eastern time. Được để chúng ta có thể chụp ảnh màn hình, rằng chúng tôi có tham chiếu về đó là gì? Tại sao tôi thậm chí còn giải trí nó, và bạn muốn các cấp độ này quay trở lại? Bạn sẽ không có giá trị 3 ngày của nó. Về cơ bản, những gì tôi đang nói, vì vậy những gì bạn đang nói là của ngày hôm nay, ngày hôm qua và những ngày trước đó. Tôi không quá quan tâm đến các cấp độ khác. Tôi không có chúng trên sổ, nhưng bạn có thể thấy rõ ngay tốc độ. Nếu bạn đang làm điều này, bạn có thể có một biểu đồ rất bận rộn. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi giữ nó sạch sẽ. Tất cả các miếng đệm mới của tôi nó có thể bị thu hút đến mức nào. Và sau đó, tôi không cần phải có tất cả những thứ trên biểu đồ, bởi vì ngay lập tức, nó sẽ giống như bạn. Chỉ cần nghĩ về một người có đủ thứ trên tất cả các biểu đồ của bạn, đó là một vụ lấy bán lẻ. Được rồi, vì vậy, chúng tôi đã trở lại. Tôi không muốn thấy điều đó. Vì vậy, chúng tôi không phải là không ở bất kỳ vị trí nào, mong đợi một hướng chạy chưa. Chín giờ 9:51, vì vậy bên trong macro. Chạm vào phà đến đó một lần nữa. Trong khi chúng ta đang đợi con số 10 giờ đó, tôi sẽ làm điều tương tự ở đây mà tôi đã làm ở đây, để chúng tôi cũng có thể ghi chú về điều này. Đây là nơi chúng tôi định cư vào thứ tư, phiên thứ hai, và mức này ở đây là giá mở cửa ngày hôm qua. Vì vậy, sự khác biệt giữa đó là khoảng cách phạm vi mở của bạn. Được chứ? Và bạn cũng có thể chạy. Bạn cũng biết các góc phần tư trên đó. Nhưng chúng tôi không cần phải làm điều đó vào lúc này. Vì vậy, theo cách đó có 22 khung tham chiếu ở đó, và chúng là các yếu tố và phạm vi rất cụ thể. Những cái về hiệu quả như một khoảng cách trong thực tế. Đi từ giá mở cửa lúc 9:30 đến bất cứ điều gì cực cao hay cực thấp là số. Nếu nó mở cửa lúc 9:30 và bắt đầu giao dịch. Mức cao nhất hình thành lúc 10 giờ phút đến 9:30, đó là phạm vi mở đầu của bạn. Nếu nó mở cửa lúc 9:30 và giao dịch xuống mức thấp biểu mẫu thấp nhất lúc 10 giờ phút sáng đến 9:30 mở cửa, đó là khoảng cách phạm vi mở của bạn. Tôi xin lỗi, đó là phạm vi mở đầu của bạn. Khoảng cách là thực tế. Chênh lệch giữa ngày giao dịch thông thường trước đó, giờ phiên được xác định ở đây. Bạn sẽ sử dụng nó ổn. Bạn nhận được giá thanh toán cho điều đó, và sau đó, nơi bạn đánh dấu đầu tiên, bạn in đầu phút, và sau đó, đó là khoảng cách phạm vi mở của bạn.
bởi vì không có giao dịch khi bạn đang nhìn vào quan điểm đó. Năm mà tôi sẽ cho bạn thấy ý tôi là gì. Đây là nơi chúng tôi giao dịch ở đây. Và chúng tôi bắt đầu giao dịch lúc 9 giờ 30 phút ở đó. Để giá mở cửa ngay tại đó là giao dịch đầu tiên, bản in đầu tiên trên cây nến đóng xuống đó. Xem biểu đồ thay đổi như thế nào. Nhìn thấy khoảng trống đó là ngọn nến mở đâu. Ở đây tôi lấy cái dọc này, không giúp được gì. Tôi sử dụng nó chỉ để đóng khung một điểm địa phương cho. Khớp tất cả các dòng này lên, chúng ta có thể làm theo. Nhưng điều này ngay tại đây. Giá đóng cửa đó sẽ được gọi là khoảng cách phạm vi mở cao. Vì đó là phiên thông thường của ngày hôm qua, giá thanh toán. Và sau đó nơi chúng tôi mở ra ở đây, đó sẽ là khoảng cách phạm vi mở của bạn. Thấp, bởi vì nó thấp hơn giá bán ngày trước. Nhưng tôi không bao gồm ở đây, vì tôi đã đi qua nó theo cách này và chú thích nói rõ về nó. Nhưng nếu tôi thêm các cấp độ đó, điều này sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Bạn sẽ khó theo dõi hơn cho những gì tôi có trong bảng. Vì vậy, bạn có thể thấy rõ điều này có thể trở nên nhanh một cơn ác mộng để quản lý các cấp độ và đề cập đến những điều nhất định. Nhưng có chúng trên sổ ghi chép bên cạnh bạn giữ mọi thứ tốt đẹp và có tổ chức, và khi giá giao dịch trên nó cao hơn bất kỳ một trong những cấp độ cụ thể này. Nhớ lại, bạn sẽ có một số cấp độ từ ngày hôm trước và ngày hôm trước như vậy. Bạn đang quản lý rất nhiều cấp độ khi họ phù hợp với thời gian và cấu trúc thị trường những gì nó ngụ ý. Và nếu bạn có một câu chuyện về những gì nó có thể là, như tôi đã đề cập ngày hôm qua, tôi muốn thấy bạn đi xuống khoảng cách mở rộng cao. Đó là những gì tôi muốn thấy một số loại. Một nỗ lực để làm điều đó, và thậm chí giao dịch cao hơn. Như tôi đã nói rằng sau đó, chúng ta đã nói về nó vào thứ ba, làm thế nào thị trường có khả năng tăng cao hơn. Chúng tôi đã xem xét trên biểu đồ hàng ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là có bất kỳ thời gian cũ nào. Trong ngày hôm nay, một số loại khung tham chiếu. Tôi nghĩ chúng ta hãy quay trở lại giờ đào tạo điện tử. Đây là một ngày cuối tuần rất bận rộn, qua giống như mọi thứ đến với nhau cùng một lúc. Tôi có cả hai cháu gái của tôi sống, một khi đã sẵn sàng để đi học đại học vào, và chúng tôi có rất nhiều thứ đang diễn ra. Người trẻ hơn vợ tôi và tôi trong quá trình giành quyền nuôi cô ấy để cô ấy có thể đăng ký đi học, và nó chỉ là rất nhiều thứ cùng một lúc. Ngày hôm qua chỉ là tôi nên nói không, tôi sẽ không phát trực tiếp. Đó là những gì tôi nên làm, nhưng bạn sẽ thấy rằng những điều tôi đã đề cập trong phiên trực tiếp hôm thứ ba, nó ở đâu một mặt này và không có nhiều biến động về giá cả, lên và xuống. Ý tôi là tôi không muốn giao dịch rõ ràng ngày đó. Tôi ở trong đó, tôi sẽ cố gắng tối đa hóa và vắt giữ được, nhưng tôi không thể làm gì được. Một khi chúng ta bắt đầu nhìn vào thị trường, bản tin 8, người lái xe đã đi qua như một giờ. Vì vậy, và tôi không mong đợi Aleb biết cách giao dịch những báo cáo trên thực tế, tôi đã nói với anh ấy để tránh chúng. Đợi cho đến khi những báo cáo đó được tung ra thị trường. Đây là giao dịch ngày hôm qua 7A. Tôi tất cả một mặt ổn. Đây chính xác là những gì tôi đang đề cập đến trong bài giảng hôm thứ ba. Rất khó cho một nhà giao dịch mới để xem cách họ điều hướng điều đó và để tránh điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn cố gắng luôn theo đuổi nó hoặc tham gia vào những ngày, bạn không biết nó sẽ hồi tưởng bao giờ, không biết liệu nó có hồi, bạn không biết họ sẽ tiếp tục ép vào cao hơn hoặc thấp hơn nếu nó đi theo hướng khác. Vì vậy, khi nó như thế này, đây chính xác là những gì tôi đã đề cập, tốt hơn là tôi nên thử. Cái này có ngồi yên không? Bởi vì Aleb sẽ không biết cách làm những gì tôi sẽ thể hiện tối nay. Bạn có thể thấy các vụ hành, bạn có thể thấy nơi tôi đang vào. Hôm nay trời rất gần với nóng không cao, nhưng cao trong giờ ăn trưa. Đưa tôi đến buổi chiều trong giờ ăn trưa.
Cổ điển là khoảng thời gian 2 giờ. Vì vậy, khi tôi nói, giờ ăn trưa không phải là 11:30 giờ miền Đông, nhân tiện đây là thứ bạn viết ra ghi chú của mình. 11 giờ phút sáng giờ chuẩn miền Đông đến 1:30 chiều giờ chuẩn miền Đông. Vì vậy, bất cứ khi nào có một cuộc chạy cao hơn, cho dù nó được kéo dài trong một động thái lớn như thế này, không có hoặc ít lần rút lại, hoặc nếu nó bị trao đảo đi lên một chút đi xuống, nhưng điều này tiếp tục kéo dài đến giờ ăn trưa 11 giờ, nó là hợp lý để dự đoán một biện pháp thoái lui. Vì vậy, hãy xác định mức thấp tương đối mát mẻ dễ nhất hoặc mức thấp duy nhất trong thời gian chạy lên sau 10A. Em mơ rằng phải sau 10A. Tôi vậy, bạn không thực sự luôn luôn tìm kiếm một trước 10 giờ SNG. Vậy 10 giờ SNG. Hoặc muộn hơn, bất kỳ mức thấp tương đối mát mẻ hoặc mức thấp đơn lẻ, macro bữa trưa sẽ định giá lại mức đó. Ngay cả khi nó muốn đi cao hơn, đừng nghe lời tôi, hãy quay lại bạn sẽ thấy nó ở đó mỗi ngày, và sau đó đảo ngược logic đó. Nếu bạn không nắm bắt được nó, có thể ghi lại, khi bạn thể xem lại ghi âm. Những yếu tố đó chỉ đơn giản là đảo ngược. Nếu mức đã giảm, cho dù nó bị trao đảo, và bạn biết nó đi xuống, nhưng chỉ tiếp tục tạo mức thấp hơn thành 1130, lúc 11:30 lập, điều đó sẽ đưa chúng ta lên mức cao nhất trong ngắn hạn, hoặc mức cao tương đối bằng nhau hình thành sau 10A. Và đó là macro bữa trưa. Nó sẽ lấy lại điều đó ở mức tối thiểu. Có cái khác, những điều tinh tế nhỏ mà tôi sẽ nhưng thế là đủ, vì rất nhiều macro bữa trưa là gì. Vì vậy, tôi đã dạy điều đó cho bạn. Nhưng có những cái khác mà bạn có thể sử dụng để nắm bắt các khoản thu hồi lớn ngày đảo ngược và hoặc nơi bạn kim tự tháp, biến nó thành một vị trí lớn hơn. Nhưng vâng, đây chỉ là một chuyển động một hướng. Và tôi không muốn cố gắng tham gia vào điều đó, dạy con trai tôi, nhưng chỉ để đặt ngón tay cái của tôi vào mắt của mọi người. Đó là câu nói của người phát trực tiếp của người khác. Tôi thấy tôi thực sự thổi nó thật đau đớn khi xem nó. Không biết tôi đang quản lý cái gì. Tôi đã quản lý ba người nhắn tin cho tôi và nhìn vào sự sụp đổ ồn, tôi sẽ đợi cái này và đợi cái kia. Và cộng với đó là một chuyến đi một chiều ở bên ngoài. Vì vậy, nếu tôi muốn dạy con trai tôi, bạn biết đấy, tôi không cố gắng đưa anh ấy vào một ngày như thế này, rằng đây là thứ sẽ làm tổn thương anh ấy. Nhưng đó là thứ thu hút mọi người, đó là ngọn lửa. Và nếu bạn là một con bướm và bạn muốn cố gắng bay thật gần đến đó, bạn đang yêu cầu nó. Được rồi, bây giờ là 10 giờ phút. Chúng tôi thực sự có chỉ là một khối lớn các mức cao và thấp trong ngắn hạn. Vì vậy, chúng tôi đang chạy xung quanh để đạt mức cao bằng nhau. Nếu bạn không phiền tôi, sẽ cởi bạn nó ra ngay bây giờ. Hiển thị đó là gì bây giờ? Nếu bạn có thể, nếu bạn xem bản ghi âm ngày hôm qua, nó không phải là một cái dài mà là ngắn, nhưng có nhỏ, những biến động nhỏ trong đó được gọi là NHNG điểm chính để xem giá sẽ đến đâu, làm thế nào để phản ứng với chúng. Và khi chúng tôi phát trực tiếp vào tuần tới, tôi sẽ nói thêm một chút về các mục, không phải vì lợi ích của Caleb nhấn mục demo, chưa truyền cảm hứng cho anh ta để đổi lấy sự kết hợp. Đó là để khiến anh ấy suy nghĩ về cách tốt, nếu chúng ta biết thị trường có khả năng thu hút đến đâu. Và bây giờ chúng ta nên tìm kiếm điều gì để thực hành đọc băng, thích làm thế nào để xem xét các yếu tố nhất định của hành động và xác định xem có thứ gì đó ở đó hay không. Điều đó sẽ trình bày một chất xúc tác cho giá di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn. Và một khi bạn trải qua tuần tới, tuần sau sẽ là những thứ chủ yếu tập trung vào các rào cản đối với nơi thị trường có thể gặp khó khăn, nơi thị trường có thể gặp khó khăn khi đi qua, và điều gì sẽ gây ra sự thoái lui sâu hơn, nằm bề xu hướng định hướng trực tuyến hoặc mỗi người riêng lẻ. Vì vậy, nó sẽ giúp bạn đóng khung dạng ôm này. Bình thường,
Điều đó không cảm thấy bình thường khi bạn đang giao dịch, nếu đó là một bằng tiền thật. Bất kỳ nhỏ một chút thoái lui so với vị trí cơ bản của bạn. Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm, nếu bạn đã không làm điều đó, hoặc nếu bạn đang giao dịch với kích thước đòn bẩy quá mức, giống như bạn đang làm tối đa, mà bạn không thể đủ khả năng, bạn có thể đủ khả năng, nhưng nếu bạn hoảng loạn, hoặc nếu bạn lo lắng về mọi tích tắc chống lại bạn, hoặc nếu nó dừng lại một chút và ngừng di chuyển có lợi cho bạn, nhưng nó đã có lợi cho bạn, bạn có lợi nhuận mở. Cảm giác ô làm ơn hãy để thứ này làm cho tôi ra khỏi nó như tôi muốn thoát ra. Nó rất mệt mỏi. Vì vậy biết những gì cần tìm và dự đoán rằng. Và theo cách đó, khi bạn đang xem hành động, đó là những thứ bạn muốn chú thích trong biểu đồ sau khi của thực mình tế hoặc khi chúng xảy ra. Vì vậy bạn muốn điền vào những KHONG cách chỉ giữa các ảnh chụp màn hình cho nhật ký của bạn. Bạn thực sự muốn ghi lại quan sát của bạn về cảm giác cơ thế nào bạn tôi nếu nó là. Rất khó để bạn tin tưởng rằng một động thái sẽ thành công dựa trên thứ bạn thấy trong biểu đồ. Cách nhanh nhất để bạn giải mẫn cảm với điều đó là chú thích nó, chụp màn hình nó và ghi lại nó, bởi vì những gì bạn sẽ thấy, bạn đang đề cập đến một cái gì đó nhiều lần mà bạn bắt đầu tin tưởng hoặc lo lắng về, đó là bên ngoài những gì đã được dạy. Vì vậy, bạn chỉ mang lại nỗi sợ hãi phi lý của riêng bạn. Bạn không phải bạn không thực sự, bạn không nhìn mọi thứ một cách khách quan. Và đó là sự thân mật của bạn hoặc sự thiếu kinh nghiệm dẫn dắt bạn bằng cảm xúc và sợ hãi. Vậy sẽ là 2 tuần kể từ bây giờ. Vì vậy chúng ta sẽ nói và sau đó sẽ kết thúc tháng 8 của chúng ta. Và sau đó, chúng ta có thể đi vào thực tế. Mục nhập giống như những gì, nó trông giống như để đặt hàng. Vì thế, những gì chúng ta đang thấy, đang quay trở lại những ngày trước. Giao dịch vì vậy sự khác biệt giữa nơi chúng tôi mở ở đây và nơi chúng tôi định cư ở đây, đó là khoảng cách phạm vi mở của bạn. Được rồi, vì vậy nó sẽ trông như thế này. Cho những người trong số các bạn xem tôi trong các làm điều này trước đây và ghi âm, đó là khoảng cách phạm vi mở của bạn. Được. Vì vậy, chúng tôi đang giao dịch với những ngày trước đó, phạm vi mở cao. Bây giờ, phạm vi mở cho ngày hôm nay là mức thấp này lên đến ngọn nến đó cao ngay đó. Đó là phạm vi mở. Vì vậy, nó sẽ trông như thế này nếu tôi đối chiếu. Cho tôi một chút. Được rồi, đó là lúc và đó là mức cao. Được rồi, vì vậy, nó là mức thấp đến mức cao nhất. Bên trong phép đo thời gian 9 giờ, 30 phút, mở cửa đến 10. Xem các vụ đánh bom, đến lượt 10 giờ cao nhất và mức thấp nhất là những gì bạn đang đánh dấu ở đó. Thấp và cao, nên đây là phạm vi mở đầu của bạn. Và khoảng cách phạm vi mở của bạn là giá mở cửa ở đây lúc 9 giờ 30 phút. 2 ngày trước giá thanh toán phiên thông thường. Đó là gần. Bạn nhận được điều đó bởi giờ tờ hờ đó là giờ quy định. Đó là những gì bạn đang sử dụng thông tin đó cho. Nhưng bởi vì tôi đã biết những phạm vi này, họ ở bên cạnh tôi, như thể tôi đang tôi không muốn vẽ mọi thứ ra, bởi vì nó có quá nhiều thứ trên biểu đồ. Và tôi biết một số bạn chỉ. Bạn rất chỉ trích. Bạn thiếu kiên nhẫn và bạn sẽ nó sẽ gây nó. Nhầm lẫn cho bạn và bạn giống như được tôi rồi. Không biết tôi đang làm gì và ở đây. Công cụ này không tôi động. Sẽ đi xem người khác và nếu tôi nói bạn cảm thấy tôi không muốn bất cứ ai ở đây có tâm lý đó, vì thành thật mà nói bạn không xứng đáng để học nó. Ồ, lắng nghe anh ấy. Bạn sẽ thấy hoặc có thể bạn sẽ không.